Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Ở trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để cắt mẫu áo này nhé. Chúng ta có một mẫu áo dáng bất đối xứng, một bên thân trái sẽ là cổ hai ve, bên thân phía bên phải thì các bạn sẽ làm cổ này ve liền và chúng ta sẽ tạo một cái bông hoa ở đây. Tay sẽ là tay xếp ly, thân bổ mảnh nách xuống dưới gấu. Được chưa nhỉ? Đó. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của thân áo cơ bản. Đối với thân áo này thì các bạn sẽ để cho mình phần võng lưng ở thân sau này nhé, để chúng ta làm chìa khóa. Rồi, ở đây mình đang có thân trước và thân sau như này. Đầu tiên này, ở phần thân trước chúng ta có bổ mảnh nách. Các bạn lấy cho mình điểm giữa của nách này. Chúng ta nối một đường xuống đầu ly thân. Các bạn sẽ đánh cong cho mình tầm khoảng 1 phân nhé. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ bấm theo đường bộ mảnh này. Chúng ta đóng cái ly vai này vào. Đấy, các bạn sẽ dán nó lại cho mình. Ok. Chúng ta sẽ kẻ lại đường vai con. Sau đó thì các bạn sẽ cắt. Cắt bỏ phần này đi. Được chưa? Tiếp này, phía dưới gấu. Phía dưới gấu này nhá, phần nẹp này, các bạn sẽ thấy nó sẽ hớt lên. Thì ở đây thì mình sẽ lấy lên tầm khoảng 7, 6 đến 7 phân. Đó. 6 đến 7 phân nhá. Và đoạn này thì các bạn sẽ vẽ nó nha. Được chưa? Các bạn sẽ hớt nó lên. Ở đây thì mình sẽ cắt nó ra. Sau đó này, đoạn này thì các bạn sẽ lọc bỏ hết ly, cắt rời bộ mảnh ra cho mình. Chúng ta sẽ tỉa luôn phần đầu ngực này cho nó tròn đi nhé. Lọc bỏ ly này đi này. Ok, mình sẽ để này sang một bên. Đối với phần thân sau này, chúng ta cũng sẽ làm bổ mảnh nách. Thì các bạn lấy cho mình cũng điểm giữa nách nha. Đầu ly các bạn đẩy ra ngoài cho mình một phần này. Chúng ta vẽ cái đường bổ mảnh, vút dần vào phần cạnh ly ở đây. Ở đây thì các bạn sẽ vẽ sang bên này. Được chưa? Coi như chúng ta cầm cái ly này, chúng ta đẩy nó phía ra phía bên ngoài. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ cắt rời thằng này ra cho mình. Ở đây chúng ta sẽ có phần tay là tay xếp ly nhé. Tay xếp ly. Chúng ta sẽ giảm đầu vai vào cho mình tầm 1 phân cho đến 1 phân rưỡi. Đây, bây giờ thì các bạn sẽ ghép cho mình hai cái đường vai con lại với nhau. Sau đó thì đầu vai các bạn sẽ lấy vào cho mình từ 1 cho đến 1,5. Rồi các bạn sẽ vẽ cho mình. Chúng ta vẽ lại cái vòng nách nha. Chúng ta vẽ làm sao để cho vòng nách này nó tròn đi nhá. Ok. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt nó ra thôi. Thank you.
Chưa? Bây giờ này, phần thân trước này nhá, các bạn sẽ cắt làm hai cho mình. Chúng ta sẽ đặt lên một tờ giấy khác. Ở đây mình sẽ cắt làm hai cái đường bổ mảnh này. Đây, các bạn sẽ đặt nó lên. Mình sẽ sang dấu lại toàn bộ nhé. Ok, đây, sau khi các bạn sang dấu xong rồi này, thì đây thì mình sẽ cắt cái phần thân bên trái trước nhé. Phần thân bên trái này chúng ta sẽ làm với cổ hai ve ở đây này. Đây này. Đó. Thì ở đây này, đầu tiên thì các bạn sẽ lấy ngang cổ, chúng ta sẽ đẩy ra ngoài thêm một phần. Sau đó các bạn lấy về đây cho mình hai phân để chúng ta làm cái đường bẻ ve nhé. Bẻ ve thì các bạn sẽ nối từ điểm hai phân này xuống phần hạ đỉnh ngực nhé. Rồi tiếp này, ở đây thì các bạn sẽ lấy từ đây xuống cho mình tầm khoảng 9 cho đến 10 phân. Chúng ta sẽ kẻ một đường vuông góc. Các bạn lấy cho mình cái bản này cho mình tầm khoảng 7 đến 8 phân nhé. Từ đây xuống là 9 này, từ đây ra là 7 đến 8 này. Chúng ta sẽ nối một đường cong vào chân ly ở đây. Đó. Đoạn này thì các bạn sẽ lấy nó lên cho mình tầm khoảng 3 phân, 3 đến 4 phân. Chúng ta sẽ kéo dài này. Kéo dài phần này vào đây. Sau đó chúng ta kẻ một đường song song với đường bẻ ve đi qua ngang cổ ở đây. Để cho chúng ta sẽ tạo được một cái phần đường bẻ ve họng cổ ở đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắt này ra nha. Đây. Mình sẽ cắt thằng này ra trước. Ok, sau khi cắt xong này thì các bạn sẽ được cái phần thân như này. Bây giờ mình sẽ làm đến phần thân phía bên phải nhá. Phần thân có hoa đấy. Ở đây thì các bạn sẽ đặt này vào đây. Mình sẽ đặt hơi chéo một chút để mình lấy được cái phần hoa phía bên trên nó nhiều hơn nhá. Các bạn sang dấu lại cho mình toàn bộ. Sau khi các bạn sang dấu được toàn bộ như này rồi này, bây giờ các bạn sẽ kéo dài cho mình đường bẻ ve này lên trên. Kéo dài lên. Từ đây các bạn sẽ lấy lên cho mình tầm khoảng 10 phân. 10 phân. Chúng ta dựng vuông góc. Lấy vào cho mình 5 phân. Các bạn vẽ một đường cong xuống phần họng cổ ở đây. Đó. Tiếp này, ở đây thì các bạn sẽ dựng cho mình một đường vuông góc. Phần này nhá, tí nữa chúng ta sẽ đo lại cái vòng cổ thân sau làm sau. Các bạn sẽ lấy cho mình cái gáy cổ sau cho mình tầm 6 đến 7 phân. Ở đây mình lấy 6 phân rưỡi đi. Đó. Được chưa? Tiếp này, từ đầu ve này các bạn lấy cho mình vào tầm khoảng 4 đến 5 phân nhá. 5 phân này. Rồi, đoạn này thì các bạn sẽ vẽ này. Một đường cong nối vào đây. Được chưa? Sau đó này, phần ve nhá, cạnh ve bên này này. Thì chúng ta bây giờ các bạn sẽ làm hoa đấy. Ở đây thì các bạn sẽ lấy từ đây ra đây cho mình tầm 2 phân rưỡi cho đến 3 phân nhá. Chúng ta sẽ vẽ một đường cong vút dần vào điểm này. 2,5 này. Nha. Đó. Tiếp đến này. Đoạn này các bạn sẽ đo cho mình tầm khoảng, đo theo đường cong này nhá. Khoảng 30 đến 35 phân. Đây. Sau đó đoạn này thì các bạn sẽ vẽ này. Chúng ta vẽ này vút dần vào phần đầu ve. Được chưa? Đoạn này các bạn có thể vẽ nó to hơn một chút. Các bạn lấy cái này to này thì chúng ta sẽ làm cái bông hoa nó sẽ to hơn. Được chưa?
Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắt này ra. Ok, đây sau khi các bạn sợ cắt xong nó sẽ được như này nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ra mẫu cổ của thân sau. Chúng ta sẽ đặt phần thân này lên như này. Sang dầu cho mình toàn bộ này nhá. Đấy. Các bạn nào có nhu cầu mua sách cắt may thiết kế dập nhá. Đây là sách do mình tự tay soạn. Đây là quyển sách bản mới. Chưa? Trong này mình đã có đầy đủ các hình vẽ, mô tả công thức và các kiểu dáng. Có công thức của chân váy, sơ mi, đầm, quần, vest và măng tô, áo dài, cả đồ nam, sơ mi nam, quần âu nam và vest nam nhé. Ngoài ra khi các bạn mua sách thì mình sẽ thêm các bạn vào nhóm kín có video hướng dẫn. Các bạn nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin cho mình qua Zalo ở phía trên. Chưa? Trong này mình đã có sẵn cái bảng lượng cử động cộng vào các cái chất liệu, các cái độ co giãn và cử động sao cho thoải mái, phù hợp với cả mong muốn nhé. Đây, chưa? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại bài, chúng ta sẽ sang dấu lại cho mình toàn bộ. Đoạn này thì các bạn lấy cho mình từ được 7 ve nhé, chúng ta lấy ra ngoài cho mình tầm 2 phân rưỡi cho đến 3 phân. Bởi vì cái ve này nó bẻ à. Đây này, xẻ này khá là sâu nhá. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ kéo ra cho mình đường bẻ ve lên. Từ đây các bạn lấy ra đây cho mình tầm 10 phân. Chúng ta lấy vuông góc về đây 5 phân. Vẽ một đường cong vào đây. Cũng dựng vuông góc này. Các bạn sẽ đo cái phần gáy cổ ở phía thân bên này chúng ta lấy bao nhiêu nhá. Bên này các bạn lấy bấy nhiêu để tí nữa chúng ta mới ghép vào với nhau được. Rồi. Ở đây các bạn sẽ vẽ này. Phần này chúng ta sẽ kéo dài cái phần xẻ này. Đây là phần đầu ve nhá, đầu lá cổ đấy. Từ đây các bạn sẽ lấy đo cho mình này, từ điểm này ra đến đầu ve bằng bao nhiêu này? 5 phân rưỡi. Ở này các bạn sẽ lấy cho mình là 5 phân rưỡi. Đó, chúng ta sẽ vẽ cái này dài đến đây. Được chưa? Họ sẽ cắt nó ra. Đây, đây tí nó sẽ may lại với nhau. Này nó sẽ bẻ ra ngoài nhá. Ok chưa? Đó. Sẽ bẻ ra được như này. Phần làm hoa này nhá. Đây mình sẽ hướng dẫn này. Cái này đoạn này thì các bạn vẫn cắt cho mình muốn nẹp, chúng ta may lộn. Lộn đoạn này như bình thường nhá. Được chưa? Sau đó đoạn này thì các bạn sẽ rút nhún lại. Và rút nhún lại. Các bạn cứ rút nhún, sau đó chúng ta sẽ khâu. Nhá, khâu lại. Đây. Khâu cho nó tròn lại đoạn này. Đây, giả dụ như mình sẽ làm được cái bông hoa như thế này. Đó. Được chưa? Sau đó này, phần này chúng ta sẽ bẻ nó ra. Đó. Phần này thì các bạn sẽ khâu đính nó vào. Khâu đính nó vào phần phần ve phía bên này. Nha. Được chưa? Đây, chỗ này nó sẽ bẻ ra này. Ok. Phần này chúng ta sẽ may hai cái phần cổ lại với nhau. Đây. Nhá. Bây giờ thì mình sẽ đo cái phần vai con này. Đặt cho mình hai đường vai này chung với nhau. Chúng ta lấy cái phần ngang cổ của thân sau.
Được chưa? Sâu cổ thì các bạn lấy xuống so với cơ bản cho mình tầm 5 ly. Ta vẽ được cái vòng cổ ra đây. Sống lưng các bạn sẽ giảm vào cho mình một chút nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt này ra. Đo cho mình cái vòng cổ đằng sau. Chúng ta có 9 phân rưỡi. Thì bây giờ các bạn sẽ đo cho mình theo cái đường này đến đây, đủ 9 phân rưỡi nhỉ. Thực thừa này thì các bạn sẽ cắt nó đi. Phần thân bên này cũng tương tự thôi. Đó. Được chưa? Như này thì đảm bảo khi bạn may lên thì nó sẽ khớp với cả dập chúng ta đã vẽ. Đó. Phần tay thì các bạn sẽ làm tay xếp ly nhé. Chúng ta có tay cơ bản như thế này. Các bạn sẽ đẩy cái đầu tay lên cho mình tầm 5 đến 6 phân. Và các bạn vẽ lại cho mình cái vòng nách. Được chưa? Sau đó thì các bạn sẽ đo ở trên thân và tay nó thừa bao nhiêu thì chúng ta sẽ xếp ly bấy nhiêu. Ở này thì các bạn có thể xếp làm 3 ly hoặc là 5 ly tùy ý nhé. Ok. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cắt mẫu áo theo mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.